Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 6 năm 2018, Luật An ninh mạng đã được Quốc hội khóa 14 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Trên cơ sở trình tự thủ tục theo quy định, việc xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng đã được triển khai nhằm bảo đảm hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, trước việc làm chính đáng và cần thiết này, các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí lại tiếp tục xuyên tạc, phản đối, đưa ra đòi hỏi phi lý mà thực chất là nhằm bảo vệ các hoạt động tiêu cực, chống phá trên mạng và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả Quang Hà có tiêu đề Công cụ pháp lý bảo vệ xã hội và con người trên internet, bài đăng trong mục bình luận phê phán báo Nhân Dân. Sau khi tiến hành rất nhiều hoạt động để phản đối gây sức ép nhưng vẫn không ngăn được việc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua luật an ninh mạng, các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí vẫn chưa từ bỏ mưu đồ đen tối tiếp tục tổ chức chống phá. Nhất là thời gian gần đây, khi sắp đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019, thời điểm luật an ninh mạng có hiệu lực pháp lý, các đối tượng trên càng hoạt động giáo thiết với rất nhiều thủ đoạn làn sóng phản đối, xuyên tạc luật an ninh mạng bỗng dấy lên một cách bất thường, với giọng điệu biên độ rộng, tần số cao hơn. Đi đầu là tổ chức có tên Theo dõi Nhân quyền AI với việc công bố thư ngỏ gửi các đại biểu Quốc hội Việt Nam, trong đó đưa ra các đánh giá tùy tiện đòi hỏi lố bịch, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Ngay sau khi thư ngỏ nêu trên được công bố, một số cơ quan truyền thông của phương tây lập tức hưởng ứng bằng việc vừa đưa tin vừa phụ họa thêm bớt tổ chức thảo luận phỏng vấn nhưng có lẽ do quá săng sái mà họ để lộ rõ sự bất lương khi ngay cách đặt tít cho tin bài cũng đã cho thấy điều này thí dụ trong khi các địa chỉ khác đưa tin ai đề nghị việt nam phải tôn trọng nhân quyền trong luật an ninh mạng rfa thúc giục hoãn thi hành luật an ninh mạng người Việt. Thì ngày 23 tháng 10 năm 2018, BBC sưng sưng rằng: Ân xá quốc tế yêu cầu Việt Nam đình chỉ thực thi luật an ninh mạng. Với lối rút tít như thế, chỉ có thể lý giải từ hai khả năng, hoặc vì người làm trang tiếng Việt của BBC không hiểu tiếng Việt nên không phân biệt được sự khác nhau giữa hoãn thi hành với đình chỉ thực thi, hoặc cố tình xuyên tạc nhằm tăng sức nặng cho việc làm lố bịch của AI. Để bảo đảm hiệu lực thi hành khi các luật được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ năm, ngày 12 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 851-2018 quy đề TTT ban hành danh mục phân công một số cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết việc thi hành. Theo đó, Bộ Công an được phân công xây dựng 3 văn bản trình chính phủ gồm nghị định của chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng. Nghị định của chính phủ quy định chi tiết một số điều trong luật an ninh mạng. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Đến nay, dự thảo các văn bản đã hoàn thành. Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, ngày 9 tháng 10 năm 2018, tại cuộc họp Ban soạn thảo và tổ biên tập, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban soạn thảo đã đánh giá: Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng là những văn bản quan trọng và phức tạp liên quan trực tiếp đến công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền của đất nước, có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của nhiều bộ ngành và nhận được sự quan tâm rất lớn từ cơ quan tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Do vậy, đồng chí yêu cầu thường trực ban soạn thảo tiếp thu ý kiến tham gia góp ý, trình lý, hoàn thiện dự thảo các văn bản để gửi xin ý kiến của các bộ ngành liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 3 tháng 11 năm 2018, tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ khẳng định việc ban hành nghị định bảo đảm an toàn an ninh trên mạng và thông tin truyền thông là rất cần thiết. Vấn đề trật tự an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia luôn được đặt lên hàng đầu nhưng vẫn phải bảo đảm môi trường tốt để thu hút đầu tư. Ngày 3 tháng 11 năm 2018, dự thảo 3 văn bản chính liên quan luật an ninh mạng do Bộ Công an soạn thảo đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức cá nhân trong thời gian 2 tháng. Đồng thời Bộ Công an cho biết sẽ mời một số cơ quan tổ chức liên quan đóng góp ý kiến. Các thông tin nêu trên cho thấy, việc bảo đảm thi hành luật an ninh mạng khi có hiệu lực pháp lý, được cơ quan chức năng triển khai nghiêm túc sẽ đưa tới một tất yếu khách quan là rồi đây việc sử dụng internet chống phá Việt Nam sẽ phải đối diện với pháp luật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Vì thế, các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí càng lớn tiếng la lối vu khống xuyên tạc yêu cầu để gây ngộ nhận rằng luật an ninh mạng của việt nam là siết chặt kiểm soát xâm phạm quyền con người xâm phạm quyền riêng tư xâm phạm tự do ngôn luận tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế họ cố gắng làm cho những ai không nắm được bản chất vấn đề và không khảo sát trên diện động sẽ lầm tưởng chỉ việt nam mới có luật an ninh mạng mà không biết đến nay trên thế giới có 138 quốc gia, trong đó có 95 nước đang phát triển đã ban hành luật an ninh mạng với một số điều luật khắt khe, mức xử phạt rất cao. Coi đó là cơ sở pháp lý để bảo vệ an ninh quốc gia trên internet. Một trong các cơ sở để những người phản đối luật an ninh mạng của Việt Nam đưa ra là dẫn lại số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính trị Châu Âu, viết tắt là ECIPE. -E, cho rằng Việc địa phương hóa dữ liệu sẽ khiến GDP Việt Nam giảm 1,7% và đầu tư nước ngoài giảm 3,1%. Tuy nhiên, theo trung tướng Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Phúc Thuận, cục trưởng an ninh mạng Bộ Công an thì số liệu đó được trích từ báo cáo của ECIPE công bố tháng 3 năm 2014. Dựa trên các kịch bản tiêu cực nhất. Báo cáo này cũng đề cập đưa ra dự báo tương tự với Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ Hàn Quốc, Indonesia, Brazil. Song thực tế đã chứng minh ngược lại. Thí dụ, năm 2015, một năm sau khi ECIPE công bố nhận định nêu trên, GDP Việt Nam tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm, hiện vẫn duy trì tăng trưởng rất ấn tượng. Và cần nhấn mạnh rằng, luật an ninh mạng góp phần quan trọng tạo điều kiện để xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng, có trách nhiệm. Vì không thể chấp nhận tình trạng trong khi các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp của Việt Nam phải chấp hành các quy định điều chỉnh của pháp luật về sản xuất kinh doanh, phải bảo đảm trách nhiệm với an ninh trật tự công cộng, văn hóa, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục khi tham gia hoạt động báo chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội thì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam hầu như không chịu bất cứ ràng buộc nào. Với tư cách văn bản luật pháp có vai trò quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật an ninh mạng đề cập các vấn đề an ninh trên bình điện rộng đã và đang tạo dựng một môi trường hoạt động hết sức quan trọng của xã hội con người ở thời hiện tại. Đó là các hoạt động trên internet. Và khi mà trên thế giới và ở các quốc gia xuất hiện rất nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng internet, biến internet thành công cụ thực hiện các mưu đồ xấu trong kinh tế, chính trị văn hóa tạo ra các nguy cơ có thể tác động trực tiếp tới an ninh và trật tự an toàn xã hội thì việc bảo vệ an ninh mạng trở thành yêu cầu luật pháp tất yếu. Năm 2013, ông Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó đã nói: Những cuộc xung đột trên mạng có thể dẫn tới hậu quả âm ỉ lặng lẽ song rất nguy hiểm, từ việc đánh sập lưới điện cho tới phá hoại hệ thống tài chính hoặc vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ. Đây không phải là mối đe dọa đối với riêng nước Mỹ mà còn ảnh hưởng tới tất cả các nước khác. Ngày nay, nguy cơ từ Internet có thể khởi phát nhiều vấn đề hệ trọng từ tình huống nguy hiểm đến các hiện tượng diễn ra hàng ngày trên khắp thế giới như vu khống, vu cáo các chính phủ, vu khống, vu cáo các tổ chức và cá nhân, tuyên truyền luận điệu thù địch nhằm tác động tiêu cực phá hoại một chế độ xã hội phá hoại nền kinh tế ở một quốc gia kỳ thị và kích động thù hận dân tộc kỳ thị và kích động thù hận tôn giáo kỳ thị giới tính hướng dẫn chế tạo vũ khí kích động bạo lực tuyển mộ thành viên cho tổ chức khủng bố tiến công ngân hàng để ăn cắp tiền bạc lừa đảo dối trá tung tin giả đánh cắp dữ liệu cá nhân, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn bán hàng giả, hàng cấm, mua bán người, đặc biệt là mua bán trẻ em, tổ chức mại dâm, đặc biệt là dụ dỗ, lừa gạt trẻ em hoạt động mại dâm, gieo rắc lối sống vô chính phủ, chạy theo lạc thú, lơ là trách nhiệm xã hội, gieo rắc sản phẩm phi văn hóa làm băng hoại truyền thống văn hóa ở các quốc gia đó là các hành vi vi phạm pháp luật nếu xảy ra trong cuộc sống thực ở bất cứ quốc gia nào cũng sẽ bị xử lý theo luật pháp. Và hiển nhiên, nếu những hành vi đó thực hiện trên thế giới ảo thì cũng phải xử lý theo luật pháp. Một câu hỏi cần đặt ra là tại sao từ khi luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua đến nay, trong khi hàng chục triệu người sử dụng Internet ở Việt Nam, các tổ chức doanh nghiệp của Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam không lên tiếng phản đối. Thậm chí họ hy vọng luật an ninh mạng và văn bản hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng sớm được triển khai, có hiệu quả thì chỉ có mấy nhà dân chủ, người yêu nước và các thế lực thù địch, thiếu thiện trí vốn vẫn tồn tại như thế lực chống lưng cho họ là la lối, dùm ben. Câu trả lời rất đơn giản. Hàng chục triệu người sử dụng Internet và các doanh nghiệp đã nhận thức rằng luật an ninh mạng chính là cơ sở pháp luật bảo vệ họ. Còn các thế lực thù địch thiếu thiện trí, mấy nhà dân chủ người yêu nước, phản ứng vì với luật an ninh mạng, mọi hành vi chống phá truyền bá luận điệu sai trái, hô hào biểu tình bất hợp pháp, đưa tin giả lừa dối dư luận, xuyên tạc và vu cáo chính quyền, ca ngợi và cổ vũ cho cờ vàng, sẽ phải đứng trước nguy cơ phải đối diện với pháp luật. Vì thế, dù rất hiểu rõ vấn đề, nhưng họ vẫn lớn tiếng tiếp tục lừa dối bịa đặt và vu khống bất chấp nguyên tắc bất di bất dịch là luật pháp ra đời để bảo vệ xã hội bảo vệ con người và luật pháp không phải là công cụ phục vụ phải chiều theo đòi hỏi của một nhóm nhỏ tồn tại theo xu hướng coi thường luật pháp đạp lên trên luật pháp để gây nhiễu loạn đời sống tinh thần chống phá xã hội và con người cản trở sự phát triển của đất nước quý vị và các bạn vừa theo dõi bài công cụ pháp lý bảo vệ xã hội và con người trên internet của quang hà bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau